Hello, chào các bạn. Hôm nay chia sẻ với các bạn một chút xíu tư tưởng trong ngày thứ tư sau chủ nhật thứ bốn mùa phụng thường niên, ngày mùng 1 tháng 2 đó, mùng 1 tháng 2 nha. Đây chúng ta đọc trong tư tưởng phúc âm của Thánh Marco, kể về cái câu chuyện là Chúa Giêsu hôm qua là cuối chương 5 chúng ta đã đọc rồi. Thì hôm nay Chúa Giêsu đi vào cái làng của Ngài, và người ta đã không đón chờ đón Ngài, và người ta nói là người ta biết Ngài là ai, Ngài không thể làm những điều đó. Chúng ta nhớ rằng hôm nay chúng ta đọc chương 6, nối tiếp của câu chuyện hôm qua. Những người Do Thái họ nói với nhau là họ nói họ biết ông này là ai, ông này là con của bác thợ mộc, con của bà Maria, ông này lớn lên giữa họ và này nọ. Tất cả những điều họ nói đều rất đúng và rất chính xác. Chỉ có một điều họ không biết. Họ không biết là ngày mai chúng ta sẽ nói tới cái điều đó. Ngày mai lễ Chúa dâng mình trong đền thờ, ngày 2 tháng 2, chúng ta sẽ nói điều đó. Có một điều họ không biết, đó là họ không biết Chúa là ai. Họ có thể biết được cái lịch sử Chúa từ đâu đến, nhưng họ không biết Chúa là ai. Và chúng ta đã nhớ rằng chính các tông đồ sau này cũng Chúa cũng hỏi họ, còn các con bảo thầy là ai? Tôi thấy hình ảnh của người Công giáo, của người Do Thái ngày đó nó giống như những người Công giáo đạo gốc của chúng ta đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói là gia đình tôi đạo gốc, gia đình tôi ba đời là Công giáo rồi, bạn là ai, là thế này, là thế nọ. Chúng ta biết Chúa có không? Dạ thưa có. Chúng ta biết Chúa, Chúa đến từ đâu? Chúng ta biết chúng ta là người Công giáo, chúng ta biết chúng ta phải đi lễ. Nhưng chúng ta có tin Chúa không? Tôi nghĩ là có. Nhưng cái vấn đề là chúng ta không theo Chúa. Không theo Chúa. Không dám làm những gì Chúa làm và không dám để cho Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta những gì mà Chúa nghĩ là tốt đẹp nhất. Người Do Thái ngày hôm nay họ đổ lỗi là họ biết Chúa để rồi họ không đón nhận Thiên Chúa vào cuộc đời của họ. Những người Công giáo thuần túy, những người Công giáo mà chúng ta cứ nói là chúng ta lớn lên là trong đạo gốc ba đời, đôi lúc còn hay khoe nữa là gia đình tôi có năm ông cha, bảy bà sơ, một ông giám mục, đại khái vậy dòng họ tôi vậy. Để rồi cuối cùng chúng ta thực sự chúng ta nhìn lại chúng ta không biết Chúa là ai và chúng ta không biết giáo hội dạy gì. Nói câu này thì các bạn nghĩ là ồ tôi nói sốc quá, nhưng mà tôi hỏi các bạn nhìn lại là làm sao chúng ta biết Chúa là ai? Thực sự biết Chúa là ai khi chúng ta không đọc lời Chúa? Lần cuối cùng người Công giáo cầm cuốn Kinh Thánh lên đọc lời Chúa là lúc nào? Hay chỉ có những người trở lại đạo họ đọc thôi? Lần cuối cùng chúng ta cầm cuốn sách giáo lý giáo hội Công giáo lên để học để biết giáo hội dạy cái gì là lúc nào, nhưng chúng ta vẫn cứ oang oang và nổ giống như người Công giáo là tôi biết Chúa, tôi biết giáo hội dạy gì. Các bạn có biết giáo hội dạy gì đâu, có bao giờ đọc đâu, các bạn chỉ toàn nghe người ta nói giáo hội dạy cái đó, và ngay cả người ta nói phép các bạn vẫn tin, là bởi vì chính những người đó đôi lúc chính họ cũng không đọc sách giáo lý giáo hội Công giáo và họ lại đi nghe một cái người nào đó nói về điều đó. Trở lại bài tin mừng hôm nay cho chúng ta nhìn thấy là chúng ta cần phải không những chỉ nghe biết Chúa mà chúng ta phải đọc để chúng ta thực sự chúng ta tin và chúng ta theo Chúa. Chứ chúng ta đừng vỗ ngực xưng là ta là người Công giáo gốc để rồi lời Chúa thì không đọc, sách giáo lý thì không học, và cuối cùng có thể chính chúng ta lại là những người không muốn Chúa làm phép lạ trong cuộc đời chúng ta, gặp gỡ Thiên Chúa mà chúng ta vẫn không biết Chúa là ai nhé. Ngày mai chúng ta sẽ nói về Chúa là ai và tại sao quan trọng trong cái gặp gỡ Thiên Chúa trong cái bài chia sẻ về Chúa Giêsu được dâng trong đền thờ. Một lần nữa từ mục Martino Nguyễn Bá Thông, chương trình Sống Đạo Công Giáo, với mục đích là để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phụng thờ Thiên Chúa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.